Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Game TV. Và ngày hôm trước khi mà mình so sánh chiếc Samsung Galaxy A50 với một cái đối thủ cũng vô cùng sừng sỏ, đó chính là chiếc iPhone 7, mình đã rất tự tin. Mình đã nghĩ rằng là anh em sẽ chọn chiếc A50, tại vì sao? Bởi vì đó là một trong những cái sản phẩm cực kỳ tốt trong cái mức giá tầm trung. Thế nhưng những gì mà mình nhận lại ở đây, anh em rất là chắc chắn, táo 7 đéo nói nhiều. Đấy, iPhone 7 for sure. Bạn Phương Nguyễn, thằng bạn Đức Khôi thì khẳng định chắc chắn iPhone 7 chắc chắn rồi. Và thêm một bạn nữa là bạn Minh Bùi, thì bạn ấy có nói rằng là iPhone 6s Plus, nhưng mà thực ra thì bạn Minh Bùi ạ, mình không so sánh với cả iPhone 6s Plus. Còn nếu bạn muốn mình so sánh với lại chiếc iPhone 6s Plus thì mình sẽ làm riêng cho bạn một cái video. Và ở cái thời điểm năm 2019, liệu rằng chúng ta có nên mua chiếc iPhone 7 hay không? Vậy thì ngay hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video này. Anh em ơi! Và trước khi bắt đầu video thì mình cũng muốn nhắc anh em một chút là hiện tại chiếc iPhone 7 đang có mức giá rất tốt tại chuỗi tổng cửa hàng của Cellphone S. Còn nếu anh em nào mà không hứng thú với những cái sản phẩm iPhone thì anh em đừng lo, bởi vì là ở Cellphone S đang có những cái sản phẩm tầm trung của Android, ví dụ như là Samsung Galaxy A50 này, Pocophone S1 này, với cái mức giá đâu đó khoảng 6-7 triệu cũng đang rất là tốt. Thế nên nếu anh em nào quan tâm thì mình sẽ để cho anh em một cái đường link rất là gọn gàng ở phía bên dưới, anh em check thử xem thế nào nhá. Rồi, vậy thì quay trở lại với nhân vật chính ta ngày hôm nay là chiếc iPhone 7. Nói chung là những cái ưu điểm của nó thì anh em cũng đã biết rồi, anh em đã comment ở dưới rất là nhiều. Vậy thì tại sao chúng ta không nói về những cái nhược điểm cũng như là những cái lý do chúng ta không nên mua chiếc iPhone 7 này trước? Thì cái đầu tiên đó chính là về mức giá. Giá của những chiếc điện thoại Apple từ trước đến nay thì không hề rẻ một chút nào, và đối với lại thiết bị này cũng vậy. Rồi, mình biết rằng là mình vừa nói với anh em là đây là một thiết bị với một cái mức giá rất tốt. Thế nhưng nếu như mà chúng ta so sánh với lại các thiết bị Android khác, ví dụ như là chiếc Samsung Galaxy A50 chẳng hạn. Bây giờ nhá, với 7 triệu chúng ta sẽ mua được một chiếc iPhone 7 hàng cũ. Thế nhưng cái dung lượng bên trong của chúng ta chỉ là 32GB thôi. 32GB chúng ta sẽ làm những cái gì nhỉ? Còn đối với lại chiếc Samsung Galaxy A50, giá tầm khoảng 6-7 triệu chúng ta đã có một cái bộ bên trong rất là khủng khiếp, lên tới là 128GB rồi. Và các chị em có thể là mua cái A50 về và chụp ảnh thoải mái. Còn mình không biết rằng là với 32GB trên chiếc iPhone 7 là bây giờ chúng ta sẽ dùng được bao nhiêu. Anh em tải app về chắc là hết bố mất 32GB rồi. Còn về cái mức giá của điện thoại Apple thì từ trước nay nó đã vốn đắt rồi. Và nếu anh em không tin ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi một anh khách hàng để xem anh ấy sẽ trả lời như nào nhé. Xin chào anh, chúng tôi có một câu hỏi rất là đơn giản muốn hỏi anh. Đó chính là anh có thấy đồ Apple đắt không ạ? Thưa, câu hỏi này là một câu hỏi nghiêm túc thì tôi nghĩ rằng là tôi nên nghiêm túc hơn. Chúng ta bắt đầu lại nhé. Xin chào anh, chúng tôi muốn hỏi một câu rất ngắn thôi. Đó chính là anh có thấy đồ của Apple đắt không ạ? Thì có mẹ đắt vậy. Rồi, đó là về lý do đầu tiên. Và lý do thứ hai mà mình muốn anh em cân nhắc trước khi mua cái máy này, đó chính là về cái dung lượng pin của nó. Chưa tới 2000 mAh. Theo như mình nhớ không nhầm thì nó chỉ là 1960 mAh hay sao ấy. Và tất nhiên là mình vẫn luôn tư vấn cho anh em là nếu anh em nào mà mua những cái sản phẩm iPhone thường, ví dụ như là iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 hay là iPhone 10, đặc biệt là cái thanh niên iPhone 10 là một thanh niên cực kỳ yếu sinh lý, thì anh em hãy mua thêm cho mình một cái cục sạc dự phòng nữa để đề phòng thôi. Cái thứ ba mà mình muốn chia sẻ cho anh em thì về cơ bản là những cái điện thoại iPhone 7 hiện tại ở Cellphone S ấy, thì hầu hết nó là hàng cũ thì mới có mức giá là 7 triệu mà thôi. Thế nên là khi mà anh em mua, anh em phải kiểm tra thật là kỹ, tại vì là hàng line new mà. Thế nên là cái thiết kế cũng như là cái mặt lưng của nó rất là dễ bị bong chóc. Ví dụ như này này, đây, cái iPhone 7 Plus của mình, anh em nếu như mà anh em, đây là mình bỏ ốp ra nhá, bỏ ốp ra thì anh em sẽ thấy rằng là cái mặt lưng của chiếc iPhone 7 Plus của mình nó đã bị phá hủy. Trời ơi, nhìn nó rất là xấu. Rất là may mắn là chiếc iPhone 7 của mình ở đây ấy, thì cái thiết kế của nó vẫn rất là đẹp, hầu như là không có vết xước nào. Nhưng mà tất nhiên là nếu anh em nào mà đi mua ấy, thì anh em vẫn nên kiểm tra thật là kỹ để xem là cái viền của nó có bị bong chóc hay không này. Đấy đấy, vừa nói xong đã thấy cái viền bị bong rồi. Trời má. Đó. Và cái mặt lưng của nó có bị lem nhem hay không? Đó thì là những cái mà mình muốn lưu ý cho anh em. Thế thì còn tại sao chúng ta lại nên mua cái thiết bị này ở năm 2019? Thực sự iPhone 7 vẫn là một chiếc điện thoại mà có rất là nhiều ưu điểm. Và cái ưu điểm đầu tiên đó chính là tại vì nó là iPhone, cái thương hiệu Apple thực sự là một trong những cái thương hiệu mà cực kỳ là cuốn hút tới người dùng. Bởi vì bây giờ đi đâu chúng ta hỏi rằng ôi, anh có biết máy này máy gì không? Chắc chắn người ta sẽ biết đây chính là iPhone. Và cái thứ hai cũng chính là về mặt thiết kế thì iPhone 7 thực sự là một chiếc máy cực kỳ là nhỏ gọn. Anh em có thể là đút vào túi quần hay có thể là đút vào túi áo như này rất là dễ dàng. Tại vì sao? Bởi vì là iPhone 7 nó chỉ có một cái màn hình với kích thước là 4,7 inch thôi. Và tất nhiên là với cái thiết kế của nó thì chúng ta vẫn có tất cả những gì chúng ta cần. Chúng ta sẽ có chuẩn kháng nước IP67 này. Chúng ta sẽ có cảm biến vân tay một chạm rất là nhanh này. Đó, anh em thấy không? Cái tốc độ của nó vẫn rất là nhanh và anh em có thể hoàn toàn yên tâm về cái máy này. Và đặc biệt là cái chất liệu mà làm ra nó thì ôi dồi ôi, anh em phải nói là cực kỳ là sang trọng. Apple mà. iPhone 7 thực sự là một cái sản phẩm ra mắt thì cũng đã khá lâu rồi, 2 đến 3 năm gì đó mình không nhớ lắm. Nhưng mà đại khái là nó vẫn giữ cho mình được cái thiết kế
rất là đẹp và rất là sang trọng. Cái thứ ba mà mình muốn chia sẻ cho anh em, cũng như là đây cũng là một trong cái lý do mà mình khuyên rằng anh em nên chọn chiếc iPhone 7 ở năm 2019, đó chính là về phần hiệu năng. Về cái trang bị của chiếc máy này thì hiện tại chiếc iPhone 7 đang được trang bị con chip A10 Fusion. Và mình có thấy rằng là có rất nhiều anh em comment với mình là hiện tại con chip A10 Fusion dùng vẫn rất là tốt. Và mình đồng ý với anh em ở cái quan điểm đấy. Và với con chip này anh em sẽ hoàn toàn yên tâm với trải nghiệm của mình, bởi vì là thực sự là cái phản hồi của chiếc iPhone 7 bây giờ vẫn rất là nhanh, anh em thấy không? Gần như là ngay lập tức luôn, và không có bất kỳ một cái gì gọi là trì trệ hay là giật lag gì cả với con chip A10 Fusion này. Và theo những cái thông tin mà mình có tổng hợp được ở trên internet ấy, thì chiếc iPhone 7 cũng là một trong những cái điện thoại mà có khả năng rất là cao sẽ được hỗ trợ lên iOS 13 sắp tới của Apple. Và với cái thông tin này thì mình nghĩ rằng là anh em hoàn toàn thể yên tâm sử dụng cái máy này trong khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa. Còn với chiếc iPhone 6 này, 6 Plus, 6S và 6S Plus thì nói chung là nó vẫn chỉ là những cái tin đồn thôi. Và chi tiết hơn như thế nào thì chúng ta sẽ cần phải đợi đến khi iOS 13 ra mắt thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn cho anh em, đúng không ạ? Camera của chiếc iPhone 7 hiện tại thì đang có độ phân giải là 12 megapixel và nó chỉ có đúng duy nhất một cái camera đơn ở phía mặt lưng thôi. Và nếu như mà chúng ta so sánh với lại các điện thoại Android bây giờ, đặc biệt như là chiếc Samsung Galaxy A50 hay là chiếc Pocophone S1, thì những cái máy như thế nó đều có tới 2 camera, 3 camera rồi, nói chung là rất là hiện đại. Và cái độ phân giải của nó rất là lớn, ví dụ như là chiếc A50 cái độ phân giải cam chính lên tới là 25 megapixel. Thế nên em đừng quên rằng đây là iPhone và cái chất lượng camera của iPhone 7 ở cái thời điểm tại vẫn rất là tốt. Và nó đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng là cái megapixel nó chỉ là những con số mà thôi. Anh em không tin đúng không? Anh em thử xem mấy cái bức ảnh mà mình đã chụp bằng chiếc iPhone 7 nhá. Vậy thì qua video này thì mình đã làm rõ cho anh em về cái vấn đề, đó chính là tại sao chúng ta nên mua chiếc iPhone 7 và tại sao chúng ta không nên mua chiếc iPhone 7, để anh em có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Vậy thì tất nhiên cái quyết định cuối cùng vẫn là của anh em. Anh em sẽ chọn chiếc iPhone 7 hay là anh em sẽ chọn những chiếc điện thoại Android cùng tầm giá, ví dụ như là chiếc Samsung Galaxy A50 hay là chiếc Pocophone S1, thì anh em hãy truy cập ngay vào đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng tới cổng cửa hàng của Xiaomi để có thể tìm hiểu chi tiết hơn về những chiếc máy này. Và tất nhiên là nếu anh em nào mà xem đây và anh em vẫn muốn mua chiếc iPhone 7 thì mình khuyên thật với anh em rằng là anh em hãy kiểm tra thật là kỹ, cũng như là test máy thoải mái đi. Nhân viên ở đấy thì họ cũng thân thiện mà, mình đến nhiều mình biết. Thế nên là có những cái gì thì anh em hãy hỏi nhân viên đó và họ sẽ giải đáp cho anh em. Rồi thì đó là về cái video của mình. Thế còn bạn Minh Bùi, bạn vẫn thắc mắc về chiếc iPhone 6S Plus ấy, thì mình cũng sẽ hứa hẹn với bạn là mình sẽ làm riêng một cái video về 6S Plus cho bạn xem. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau. Mình là Trần Máu Liêu. Tại vì hôm trước đi lên phố đi bộ mấy ông cứ nhầm tên một cú buồn lắm. Tớ tưởng mày là tên một cú. Không, em là Trần Máu Liêu. Thì ta thích tên một cú. Dạ.